Con máy cuối cùng bót nhanh em. Sử dụng chổi than 3 chức năng vòng tua nhanh 11.900. Có búa. Anh em có thể bắt vít. Vít thì nó sẽ sử dụng cấp trượt. Anh em chuyển qua chế độ vít này. Đây là bắt vít. Cấp trượt này. Vừa trượt vừa ngắt nha anh em. À, con này nhầm, con này là cấp trượt, không có ngắt. Con rút led mới ngắt. Đó, thì anh em bắt vít thì anh em chỉnh chế độ vít này. Chọn cấp trượt phù hợp rồi anh em chuẩn bị bắt vít. Đó, là ở chế độ vít. Nói chung là con khoan này thì anh em bắt vít thì anh em phải giữ chặt tay, tránh tình trạng là vua máy, nó không như con bắt vít. Cho nên là con này thuộc dạng là bắt vít là anh em phải ấn tay xuống một xíu để cho nó chắc con vít. Tránh tình trạng là nó đập máy, vua máy nó đập máy này. Đó là đối với con khoan khi mà bắt vít. Còn con vít thì nó không có vua cái khoan. Là ở chế độ bắt vít. Thân máy con này thì còn một cái cuối cùng, cho nên là anh em nào cần thì liên hệ em 1.500.000 thân máy chưa dùng, đầy đủ móc treo cho anh em. Con này là con Malaysia xuất Mỹ. Mã của nó là đây này. Mã của nó là HDS181A. Mã trong này HDS181A này. Đây HDS181A. Vòng tua mát 1.900 là vòng tua nhanh rồi. Sản xuất Malaysia này, Make in Malaysia này. Nó xuất đi Mỹ SA này. Đó. Một con duy nhất cuối cùng, 1.500.000 body. Anh em nào muốn mua kèm pin thì em hỗ trợ giá kèm pin luôn. Là pin bình thường là 1.500.000, khi mua kèm máy tính cho 1.300.000 là 2.800.000 thân máy kèm pin. Còn anh em nào muốn mua sạc điện 120V của nó để cho 400.000 một cái cục sạc thôi. Nó là 3.200.000 là anh em có một bộ máy zin sạc zin. Nó tùy vào nhu cầu của anh em mua pin, mua thân máy hay pin hay sạc tùy anh em nhé. Còn bộ cuối cùng. Còn ở chế độ khoan của nó thì nó có chế độ khoan thường là để anh em khoan sắt khoan gỗ này, hoặc là khoan tường bằng mũi unica này. Còn chế độ khoan búa là để anh em khoan tường bê tông mũi 6 mũi 8. Mua mũi xịn khoan. Độ bền cao. Đó. Rồi, ok, review sơ sơ cho anh em về con này. Bắt vít ok, khoan ok. Nói chung là xài công trình cũng được rồi, chứ không phải là không được. Vòng tua 1.900 là vòng tua nhanh. Đó. Hàng boss thì đầu kim loại, chất lượng. Vỏ bên ngoài thì nó làm rất là cứng cáp. Có móc treo đầy đủ. Anh em cần thì liên hệ. Rồi, cảm ơn anh em xem video.